Rồi chú ý filter nhé. Bây giờ thầy giả sử ở chỗ này cái message của chúng ta nó không đơn giản là xuất ra cái câu thông báo này, mà thầy lấy cái tên đăng nhập này thầy để là chúc mừng. Ví dụ như chỗ này chúc mừng cộng với tên đăng nhập cộng với đăng nhập thành công, được không? Đó. Chúc mừng đăng nhập thành công. Chúc mừng nữa nó đánh á. Chia buồn. Trên đăng nhập thất bại. Ok. Rồi, chú ý nha. Tên đăng nhập mình để tiếng Việt đi. Chỗ này đăng nhập của mình đổi lại tí xíu để cho nó thực tế tí, chứ tên đăng nhập không thì nó buồn lắm. Nó không có thực tế. Chỗ này là họ và tên. Rồi, input text họ tên. Thì bên này chúng ta sẽ string họ tên bằng request.get parameter họ tên. Rồi xuống này mình sẽ chúc mừng họ tên, chứ mình không có chúc mừng tên đăng nhập. Tại vì thầy cố tình để cho nó ra tiếng Việt á. Nha. Rồi chạy lại. Họ tên. Ok, tên đăng nhập. U1 password 123. Họ tên. Tên đăng nhập U1 password 123. Đăng nhập. Chơi kỳ. Đúng không? Nhiên ở đâu cũng tiếng Việt hết. Chỗ này chơi kỳ. Đúng không nào? Như vậy thì những trường hợp như thế này chúng ta làm sao để mà cái họ tên này bất kỳ ở trang nào trong web của mình nó cũng thể hiện tiếng Việt. Thì các bạn sẽ viết ở bên cái serverless này giúp thầy một cái filter. Bạn cũng có thể tạo class, sau đó bạn extend cái serverless filter, hoặc là bạn tạo luôn cho thầy một cái serverless filter luôn. Mình cứ tạo bằng filter trước đi, để nó có cái gì rồi từ từ mình sẽ rút kinh nghiệm mình tự tạo. Còn tại thời điểm này mình mới học, mình cứ tạo filter luôn. Bạn sẽ click chuột phải lên serverless, chọn new, và bên này bạn chọn filter. Nếu như không thấy thì chọn vô order và tìm filter. Đây chúng ta sẽ gọi là filter cái gì, mình đặt tên bất kỳ cái gì cũng được, nhưng làm sao mà để dễ nhớ dễ hiểu thì chúng ta để là UTF-8, UTF-8 filter, UTF-8 filter, đặt tên người yêu cũ được luôn. Đặt gì cũng được hết, nó không quan tâm. Nhưng mà đặt sao để lần sau mình còn biết là mình đang viết cái gì. Rồi trong này thì nó sẽ giới thiệu cho mình khá là nhiều thứ liên quan. Bạn 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 để nha, còn thầy viết, tại vì thầy cố tình cho nó ngắn lại cho các bạn dễ thấy. Còn các bạn để những cái comment của nó để khi mà các bạn đọc các bạn hiểu. Còn thầy cố tình thầy xóa cho nó gọn lại, các bạn dễ thấy thôi.
trong cùng một class. Chứ nếu như mà thầy để rộng quá thì nó hơi phiền. Rồi, trước tiên là phương thức khởi tạo, phương thức hủy bỏ, phương thức gì đây? Gán các giá trị ban đầu, init. Còn phương thức này là phương thức khởi tạo của class, là cái gì, phương thức gì quên rồi, constructor. Yeah. Còn thằng này init là khởi tạo các giá trị ban đầu. Bây giờ mình sẽ quan tâm đến thằng doFilter. doFilter thì nó nói là bạn viết code của bạn ở đây, là ngay phía dưới này. Vậy mình fill cái gì? Mình sẽ lấy cái request này nè. Request. Request chấm set character encoding. Mình đưa vô đây UTF trừ 8. Rồi một cái nữa là response chấm set character encoding cũng tương tự như vậy, UTF trừ 8, UTF trừ 8, được chưa? Và phía bên trên nó tương tự như web serverlet, nhưng ở đây nó là web filter. Và bên này thì nó không có extend mà nó là implement. Vì implement thì cái filter này nó là một cái gì các bạn? Interface. Ok, chú ý mấy chỗ đó giúp thầy. UTF-8 filter. Và khi mà bạn đặt cái filter như thế này thì ở đây bạn sẽ đưa qua bên này giúp thầy. Đăng nhập phải UTF-8 filter. Tức là khi nó chạy lên ở chỗ này, mình thấy có serverlet là UTF-8 filter, thấy không? Thì khi mình biên dịch cái này, nó sẽ gửi cái serverlet này vào server, thì nó sẽ đi tìm đến cái filter này, nó chạy. Và filter là gì? Là bộ lọc. Thì cứ hở mà liên quan đến chỗ nào mà có cái này thì nó sẽ lọc. Rồi tên U1 password, đăng nhập, khởi động lại cái, đang có vấn đề gì, đăng nhập, mình đổi lại cái này trước đi, từ bạn sẽ đổi chỗ cái filter này lại giúp thầy, thay vì UTF-8 bạn để sao đi. Bất kỳ cái serverlet nào cũng sử dụng đến cái filter này. Xịt sao. Rồi cái phần bên kia giải thích sao. Xịt sao. Chạy lại. Xịt tạc server. Tên đăng nhập U1 password 1 Trần Quang Bình đã được filter UTF-8. Và trong dự án này bất kỳ dự án nào, kể cả đăng nhập serverlet hoặc là CRUD serverlet, thì khi mà bạn gửi dữ liệu lại cho bất kỳ một trang nào, nó cũng đều được sử dụng cái filter set
UTF8. Lý do trên này là chúng ta bất chấp trong dự án này, trong cái dự án này nhé, slide 2C4 này nè, trong cái project đó, trong project đó sao xịt. Bạn test thử sang một cái package khác coi, test thử cho thầy sang một package khác. Rồi, mình giới thiệu sơ về cái web filter. Khi nào mà đến bài filter thì mình sẽ nói sâu hơn, tại vì nó có thể là nó sẽ filter nhiều lớp khác nhau, thì đến bài sau chúng ta sẽ nói rõ về filter. Nhiệm vụ của các bạn về nhà, nhiệm vụ của các bạn về nhà, tạo cho thầy một cái form và có nhiều kiểu dữ liệu. Kiểu thứ nhất là các bạn có test box là bình thường chúng ta làm, có check box là kiểu như thế này, có gì nữa, radio box, đây radio box, có combo box, được chưa? Như vậy thì mình về mình làm thử một cái form, và cái đó nó có bên trong lab 2 á, thì mở luôn cái lab 2 lên làm luôn, được chưa? Thực chất cái này chúng ta đã học ở đâu rồi? Web 1013 rồi. Thì giờ chúng ta làm để chúng ta lấy lại thôi, lấy dữ liệu thôi. Tranh thủ làm ha. Rồi tạo create, update, delete. Hôm sau mình sẽ tạo ra một cái bài tập và mình đẩy cái đó vô ArrayList. Hôm trước mình nói, mình nhớ không? Tức là đối với lại bạn Ronan, chỉ cần viết được cái chỗ, tức là cho tôi một list, tôi sẽ đẩy dữ liệu lên cho anh. Còn thằng backend, nó chỉ có nhiệm vụ là nó lọc dữ liệu và nó đẩy lên cái list đó. Còn list đó anh làm gì chuyện của anh tôi không biết. Còn thằng frontend thì nó nói là cứ cho tôi cái list đi, dữ liệu ở đâu tôi không quan tâm, cứ cho tôi cái list đi, tôi sẽ trình bày cái dữ liệu đó lên trên frontend. Như vậy hai thằng độc lập mà nó sẽ liên kết ở nhau là gì? Là cái list đó. Như vậy là xong. Sau này bạn code cũng vậy, frontend và backend cứ thông qua một list. Như vậy thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ tạo ra một list với một cái data mẫu là có sẵn luôn, gán luôn trước luôn. Thì cái bạn frontend chỉ có lấy cái list đó mà hiển thị lên được 5 sản phẩm, 7 sản phẩm gì đó là xong. Còn thằng frontend thì nó sẽ thử connect xuống database, nó query lên, nó đổ dữ liệu vô cái list đó được là ok, xong rồi. Sau đó mình merge code lại là xong.